Ôi, hay. Hay hay. Rồi, chúng ngay ulti luôn theo. Cay. Cay cay. Mỗi con nó điểm mạnh của nó FF 300 thôi. Lag đó chị. Ừ. Trễ vậy Ly á hả? Vâng, tại vì em nghỉ hai hôm rồi em chán quá em phải lên like. Chúc mọi người xem like sẽ là vui vẻ nha. Mọi người thấy thương Ly thì cho Ly xin một lần like, share ủng hộ Ly nha. Chết chưa thằng mặt lờ kia, nãy mày sốc tao đúng không, cái kết cay. Must we fight constantly? Can't we have some retreat? An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Vãi, chạy được kìa. Số đỏ thế nhỉ? Retreat, did you just touch me? Chivalry is dead. No one can withstand my charm. Before my beauty. Your team has destroyed a tower. Rally! An enemy has been defeated. I'm too beautiful to look at. Oi, hi. Hay quá support rồi. Hay quá. Con ngộ không nó rình đấy rồi anh em ạ. Nó rình đấy để nó đợi Ly với cả AD ăn xong con bùa xanh là nó ra ăn là đẹp á. Đó. Má con này. Đáng nhẽ Ly phải đoán được. Ly phải đặt được cái chiêu băng ở đấy. Thường bây giờ chị like thấy chưa ngộ không đó. Thì chị chào Lê Lê Lâm nha. À, thường á buổi tối Ly sẽ like buổi tối mọi người ạ. À. Cảm ơn Bảo Bình đã chia sẻ giúp Ly nha. Yes, I do come here. Chị chào Ly. À, em chào anh Bảo Bình nha. Must we fight constantly? Can't we have some tea? Ui, quá đẹp luôn.
mít này ghét nhỉ. Nãy giờ sốc đi bao nhiêu lần rồi đấy. Ghét quá. Mấy cái trụ đấy đây, đổi trụ. Bán cái giày kia đi, may ra mới sống được. Mua cái giày hộ vệ á, nó sốc cho một cái thì đi luôn. Con gỗ không ở trong lùm ấy các cậu ạ. Did you just touch me? Chivalry is dead. Rồi. Đẹp quá à. Ui. Ok, ổn áp. Ý mấy giờ trời ơi, sống vậy chị ơi. Sao lại online giờ đấy không nghỉ trong mắt.